rocket nổ rung chuyển thủ đô của Iraq. Iran lệnh đóng biên giới. Các quả rocket đã rơi xuống khu vực vùng xanh được bảo vệ nghiêm ngặt tại thủ đô Baghdad, Iraq, dẫn tới việc Iran quyết định đóng cửa biên giới với quốc gia láng giềng. Quân đội Iraq ngày 30 tháng 8 cho biết các nhóm phiến quân đã bắn rocket vào khu vực vùng xanh ở thủ đô Baghdad. Đây là khu vực nơi Iraq siết chặt an ninh vì có sự hiện diện của các cơ sở ngoại giao của Mỹ và các quốc gia khác. Theo Reuters, xung đột giữa các nhóm Hồi giáo dòng Shia đã kéo tới ngày thứ hai. Đây được xem là cuộc giao tranh tồi tệ nhất xảy ra tại thủ đô Iraq trong nhiều năm qua. Đường phố Baghdad gần như không một bóng người vào hôm nay khi người dân tuân thủ lệnh giới nghiêm. Các tay súng đi trên xe bán tải mang theo súng máy và súng phóng lựu. Trong đêm, tiếng súng và tiếng rocket liên tục vang lên khắp thành phố. Khoảng 22 người đã không qua khỏi hôm 29 tháng 8 và hơn 100 người khác bị thương khi nhóm ủng hộ giáo sĩ Shia Muqtada Ansar, một lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc, đối đầu với các nhóm vũ trang Shia có quan điểm ủng hộ Iran. Bế tắc chính trị ở Iraq kéo dài sau cuộc bầu cử tháng 10, trong đó hai phe trên tranh giành quyền lực đã khiến Iraq đối diện với khoảng thời gian dài kỷ lục không lập được chính phủ. Điều đó cũng dẫn đến tình trạng bất ổn mới khi Iraq phải vật lộn để phục hồi sau nhiều thập niên xung đột. Lần này, cuộc giao tranh diễn ra giữa nhóm người Hồi giáo Shia đã điều hành Iraq kể từ khi Mỹ lật đổ lãnh đạo người Hồi giáo dòng Sunni Saddam Hussein năm 2003. Tình trạng bạo lực từ hôm 29 tháng 8 bùng phát sau khi ông Sass thông báo sẽ rút lui khỏi hoạt động chính trị vì các đảng phái và các lãnh đạo nhóm Hồi giáo Shia khác không thể cải tổ chính phủ. Quân đội Iraq đã ban hành lệnh giới nghiêm toàn quốc và kêu gọi người biểu tình rời vùng xanh. Trong khi đó, Mỹ mô tả tình hình là bất ổn và đáng lo ngại và kêu gọi các bên đối thoại để xoa dịu các vấn đề chính trị của Iraq. Ông Sass là người kéo theo quan điểm chủ nghĩa dân tộc chống lại tầm ảnh hưởng của tất cả các quốc gia nước ngoài lên Iraq, bao gồm cả từ Mỹ và Iran. Ông lãnh đạo lực lượng dân quân hàng nghìn người và có hàng triệu người ủng hộ trung thành trên khắp đất nước. Các đối thủ của ông, lực lượng đồng minh lâu năm của Tehran, lãnh đạo hàng chục nhóm bán quân sự được trang bị và huấn luyện bởi Tehran. Trước tình hình bất ổn ở Iraq, Iran thông báo đóng cửa biên giới và kêu gọi công dân không tới nước láng giềng. Truyền hình nhà nước Iran cho hay, Tehran cũng sẽ hoãn các chuyến bay cho tới khi có thông báo mới vì tình hình bất ổn tại Iraq. Hàng triệu người Iran thường đến thành phố Karbala của Iraq mỗi năm để tham dự nghi lễ của người Hồi giáo Shia mang tên Abren. Abren rơi vào ngày 16 đến 17 tháng 9 năm nay. Biên giới với Iraq đã bị đóng cửa vì vấn đề an toàn, người Iran cần hạn chế tới Iraq cho đến khi có thông báo mới. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Iran Manjit Mirzamadi thông báo.